Buồn làm chi em ơi, lá rơi là thu đến rồi. Buồn làm chi em ơi, mai có tiền ăn sắm xe hơi. chứ không phải mai thua bài là anh bán luôn xe hơi hả? Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel. Hôm nay mình làm cái video thay nhớt xe các bạn ha, thì thay nhớt xe rất là nhiều anh em thích thay nhớt xe, thích đánh bóng bu ri thì cái đó anh Trí đi xa quá, anh xa quá. Thì xe thường mỗi năm thì nên thay nhớt các bạn ha. Và khi bạn mua xe về nhớ check cái nhớt của mình ha. Đôi lúc hẹn nói ô ta mới thay nhớt, thật ra nó cũng không khai nhớt đâu các bạn, tốn kém tiền, nó không muốn bỏ vô, nó thấy nhớt còn ok nó cũng để im, nó nói ok ta mới khai nhớt, cái xe mày chạy thêm vài ngày mai nữa mà vô thay không sao. Cho nên check cái nhớt của xe của mình các bạn ha. Thì mình thay nhớt rất nhiều cho nên hỏi mình mua cái bình này các bạn ha, thì mình sẽ đo rất là dễ, một bên là liter và một bên là quart ha các bạn ha. Rồi mình chế vô đây, mình lấy ra bao nhiêu, mình đo, mình canh, mình lấy bao nhiêu, được bao nhiêu trong cái máy xe. Thường là phải lấy ra như chiếc Venador thì lấy ra ít nhất cũng khoảng 13 quart rưỡi, 14 quart là mới là tốt các bạn ha. Thì các bạn muốn lấy hết cái nhớt cũ ra và bỏ cái nhớt mới vô. Thì mỗi lần thay nhớt thì các bạn cũng nên thay cái oil filter luôn ha. Ở đây nó có cái chìa khóa. Chìa khóa này là 3 inch nha các bạn, 3 inch. Được rồi. Đó, các bạn thấy 3 inch không? Cái chìa khóa này là cái chìa khóa để chắc mình nghĩ dùng cho xe trọng container các bạn ha. Đó, container. Nhưng mà cái chìa khóa này nó sẽ dùng cho con ốc ở trong cái chiếc xe Lamborghini này. Nếu mà các bạn đoán trúng, các bạn nào đoán trúng, mà đoán, nếu mà các bạn đoán trúng á, trúng không ta, có thể các bạn đoán trúng, thì để coi trúng, nếu mà trúng là mình sẽ thưởng cho các bạn một cái sợi dây chuyền bằng cái mặt bằng carbon fiber giống như là mình đeo các bạn ha. Để các bạn đoán đi. Cái chìa khóa này nó sẽ dặn cho con ốc gì ở trong cái chiếc Lamborghini, một lần đoán nha các bạn. Còn đoán thôi, các bạn đừng có nói dặn con ốc này nha, không phải đâu. Dặn cho cái gì, các bạn cho mình biết đi. Nếu các bạn nào, một cái người nào đoán trúng đầu tiên, comment đầu tiên mà trúng á, thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái là, nếu mà các bạn muốn cái carbon fiber này, đó, khối xe, hoặc là cái sợi dây chuyền mà mình tự thiết kế bằng cái bàn tay của mình ha, đó bằng carbon fiber 3 inch ha. Để dặn cái gì trong cái chiếc xe Lamborghini. Ok. Hôm qua thì các bạn coi cái video của mình, những cái video cũ và những cái video của chiếc xe này lúc mới lấy về và chạy đi rally đó, thì các bạn để ý thì hôm từng rồi mình mới thấy các bạn, mình mới coi là cái mình check thì mình thấy cái đèn xe này, cái đèn ở bên đây, ở đây nó có hai cái đèn ha, một cặp là các bạn phải mua một cặp, các bạn không mua một cái được ha, phải mua một cặp, đi một cặp thôi. Thì cái bên trái của chiếc xe Venator S này nó không có work các bạn ha, và các bạn để ý cái video của mình á, cái bên phải nó không có work, nó work có một nửa à, còn nửa nó bị đứt à, thì cái đèn này đứt. Thì hôm qua mình order cái đèn này về, thì các bạn đây là cái đèn mà phải mua từ chính hãng luôn các bạn ha, rất là đắt tiền, 1.100 cho một cái đèn, một cái đèn là một cặp nha, chứ các bạn mua riêng không có được ha. Đó, cái này là cái chiếc của xe anh Thành, nó nằm phía trong, cái này là cái phía bên trái nó đứt rồi. Đó, mình tháo ra và mình thay, mình mua một cái đèn của nó và mình lấy một nửa và anh Thành lấy một nửa. Chia nhau xài. Đó, thì
Cái xe này thì mình gắn vô rồi, còn cái mình thì mình chưa gắn rồi ha. Xe mình đã nằm trong gara để mai mốt mình rảnh mình khi cái đầu SV đồ về, hood đồ về thì mình bắt đầu mình làm. Với mình tune up chiếc xe luôn. Từ chiếc xe nó bị lâu lâu nó bị misfire. Cho nên ấy. Thì hôm nay mình sẽ thay cái giấc xe này và mình sẽ tháo cái miếng này ra để mình chia sẻ với các bạn cái miếng ở dưới đây. Thì các bạn thấy nó nằm bốc cái phía trước các bạn ha. Đó. Miếng này nó bị mớp vô các bạn. Cái này là chủ cũ hồi đó người ta chạy sao đó mà người ta leo lên lề á, mớp vô. Thì hôm nay mình sẽ tháo cái miếng này ra và mình sẽ bẻ cho nó ngược thẳng lại ha. Cái miếng này màu đen. Chiếc Aventador S thì nó màu đen, còn những dòng Aventador LP như của mình á thì nó là màu trắng ha, silver, màu silver chứ không phải màu trắng. Ok, thì bây giờ bắt đầu làm việc các bạn ha. Ok, và sau khi mình tháo hết những cái miếng ở dưới đây thì mình sẽ dùng cái viết lông và mình sẽ móc nó các bạn ha. Đó. Một, hai, ba. Máy này bệnh các bạn, bị cảm. Bốn, năm, coolant. Sáu, ok. Và cái bầu lực nhất nữa. Bây giờ mình sẽ xả ra các bạn ha. Ok, và cái đầu tiên chúng ta sẽ tháo nó ra là cái số 1 nha các bạn. Số 1. Số 1. Số 1 vô và vô các bạn. Đây mình ca. Để mình hát cái lô tô với các bạn ha. Wico ha. Gặp con cái các bạn. Thôi đưa nó vô và thả nó xuống xe, nó còn là ấm cho nên nhớt nó sẽ một tí ấm thôi các bạn ha. Okay. Sau khi để cho số 1 nó chảy gió quá. Cái bên này chuyển mùa các bạn, nó bị cảm. Làm cho mình bị cảm. Ok, và bịt nó lại để cho nó ẩu, nó ủm lại các bạn ha, để cho một chút nó dồn nhớt vào chỗ này nữa. Bây giờ mình sẽ tháo con số 2 cho nó dồn lại một chút nữa, mình sẽ xả ra một lần nữa mới lấy ra hết được các bạn ha. Số 2. Ok, và trong xong rồi số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Rồi mình sẽ xả nó một lần hết 6 con, xong rồi bắt đầu mình sẽ đóng nó lại và trong khi chờ nhớt nó ủ lại nữa thì mình sẽ đi ra sửa cái miếng mình bị móp lại nãy các bạn ha. Đó, thì các bạn thấy chạy sao nó leo lên trên chắc vô trong mấy cái hành cái lề các bạn, cho nên nó cũng cắn ở dưới, nó móp luôn cái phía trong luôn. Đó,
chạy kiếm ông bà ông giải nó gì đó mà cái ông bà ông giải. Thì bây giờ cái này sẽ mình sẽ đánh nó phía trong cho nó dẹp xuống cho nó ấy ra lại các bạn ha. Xong rồi rửa mấy cái miếng này cho sạch trước khi và trong khi chờ đợi nhớt cho nó nhiều xuống hết, nó lấy nhớt ra hết rồi thì mình sẽ làm cái này để mình ấy nó lại. Bây giờ mình sẽ lấy cái bình nhớt này và mình chế nhớt qua các bạn ha. Bây giờ mình sẽ chế khoảng 11 quart ha. Thôi 10 quart đi. Để mình bỏ vào xe trước. Cái bình thứ hai vô. Lên tới 10 khoản. Tìm gì nữa. Ok. Thì bây giờ chúng ta đang ở hồi vị trí 10 khoản. Để mình bỏ vô xong xe trước các bạn ha. Và bây giờ trong 10 quart này thì mình sẽ chế qua cái oil filter mới các bạn ha. Đầy vô. Nếu mà các bạn thay nhớt nhiều làm như vậy thì nó không có dễ, nó không có dễ bị lộn ha. Mình sẽ dễ làm cho chúng ta hơn. Cho nó khấm xuống chút nữa cái mình chế lên nữa, tại vì cái chỗ này nó cũng cái cục này nó hứng cũng khá là nhiều dầu nhất. Đó. Thì các bạn đừng có nghĩ là cái chìa khóa này là để cho mở cái cục nhớt nha các bạn, không phải đâu. Đâu có vừa đâu. Đó. Không có vừa. Và ở đây các bạn thấy mình lấy ra rất là nhiều nhớt các bạn ha. Thì ở đây mình nghĩ cũng khoảng 13 quart rưỡi và 14 quart của nhớt cũ ha. Và bây giờ mình sẽ sang nó qua mấy cái bình này để mình coi mình lấy nó ra tổng cộng là bao nhiêu ha. Thì cái đó là theo cái mình đoán thôi. Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm ha. Ok các bạn, thì mình chế cái nhớt cũ qua cái bình này ha. Thì mình coi nó lại là gần 13 quart ha. Chưa có tới 13 quart của nhớt cũ mình lấy ra ha. Và trong xe hiện thời bây giờ mình đã bỏ 12 quart vô rồi ha. Và bà mình đã đề máy và cho nó chạy thêm 1 phút để nó warm up. Sau đó bắt đầu bây giờ mình sẽ bỏ thêm 1 quart vô nữa các bạn ha. Một code vô nữa là bằng cái loại cái nhớt mà mình lấy ra, và từ đó bắt đầu mình hạ xe xuống và mình sẽ check cái nhớt sau khi mình để cho cái máy xe nó chạy ấm lại và mình tắt nó, mình sẽ thăm nhớt từ đó và nó cần bao nhiêu mình sẽ chăm cho nó đến khi mà cái mức của nó vừa đủ cho cái V12 này các bạn ha. Ok các bạn, thì sau khi mình sửa cái miếng này mà mình bắt nó vô lại rồi các bạn ha. Đó, u như kỹ là y như cũ nha các bạn. Sạch sẽ, mát mẻ, nhìn không có ghẻ. Và mình đồng thời check những cái lỗ nhớt các bạn ha. Là sau khi mình tắt máy xe trong vòng 1 phút thì mình chờ
tí và mình xuống mình check những cái chỗ con ốc mà mình dặn vô nó có rỉ nhớt ra không. Nếu mà không rỉ nhớt thì nó là ok rồi đó. Ở đây một con nữa. Rất là ok. Và mình để cái chữ là Thanksgiving 2021 là thay cho cái dầu này. Thanksgiving năm sau thay tiếp. Ok. Thì bây giờ mình sẽ ráp hai cái miếng này vào một miếng chính giữa vô cho chiếc xe rồi mình hạ nó xuống. Hạ xuống rồi mình sẽ đề máy xe và cho nó warm up ha các bạn ha, cho nó ấm rồi bắt đầu mình từ đó mình sẽ check cái nhớt nó một lần nữa. Rồi mình sẽ châm vô từ 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 cho nó vừa đến cái mức mà nó cần phải có ha các bạn ha. Các bạn ơi, và sau khi chúng ta bỏ những cái miếng ở dưới gầm xe vô hết tất cả các bạn ha, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ nhìn như vậy đó. Nó đi thẳng về phía trước luôn. Để mình chia sẻ với các bạn ở phía trước của chiếc xe. Đó, nó đều che hết lại tất cả các bạn ha. Của chiếc phần đông là những dòng xe bây giờ là nó đều thiết kế giống như vậy các bạn ha. Không có chỗ nào trống hết, nó chỉ có những cái chỗ trống để cho gió nó vô. Để nó làm mát đi cái phía trước differential và phía sau máy và transmission của hộp số rồi các bạn ha. Đó. Ok, và cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video kế nha. Lớn quá các bạn ơi, mình phải rống lên đó nha các bạn. Xin lỗi nha, chào tạm biệt các bạn.